khi em cho em té xuống đó không mày hay hết hả em? Té không mày hay tới chừng mà coi lại nó về rồi mấy ông này ra thấy cái xe còn trên bờ đó rồi mấy nó trời danh nó mất tiêu mới hay mới nhảy xuống mò thì nhảy mò thì về tới đây chết mà được chết rồi đó mà cũng biết sao ra bệnh viện. Vừa ra bệnh viện cái bắt đầu hả người ta nói chết trong ở nhà rồi. Trời ơi trời, chết đuối nước. Chắc do nơi em nó té xuống, té là cái gì dập vô cái xà lan đó xem. Dập xà lan không, cái mặt này nó là nó sưng nó trơn chứ từ đây tới đây nè. Rồi nó đập vô xà lan. Nó sể này nè. Cái tay thì nó không biết nó nắm cái gì, nó đứt muốn tiện không, tay này như đứt bên này cái, đứt bên này cái. Về tới ngành nhà thương về mà còn ra dũng máu, đứt muốn hết bên này. Rồi, dạ nhà em nhỏ, bề ngang có 2 mét mấy thôi cô bác. Thì vô được có 6 mét mấy. Nhà không có gì hết trơn. Con coi cái dù của mẹ con mua lần đó coi còn đâu, không thiếu mấy cái dù sửa sạn đó con. Mua dù mới luôn đó. Hả? Mua dù mới luôn đó. Mua cây dù hả? Ở nhà có không con Hiếu? Mua dù cây dù của mẹ con đó còn không? Nghe nói mà cha mới mất 4 tháng rồi em nó hả? Này em nó mất hả thím? bốn tháng ngày nó mất là 4 tháng đúng không? Trời ơi vậy đó. Đúng rồi, hoàn cảnh nghèo cứ đám bám mãi đời ông cha luôn. Uống nước rồi về. Cái căn nhà này mà Thím với em nó chia đôi ra hả gì? Chia cũng như là bên đây 2 mét mấy, bên đó 3 mét mấy. Có 6 mét mà Thím chia 2 ra đó hả? Không, có bên đây 2 mét mấy, này 3 mét mấy. Cho con vô con quay bàn thờ của chú. Thành gì lắm ơi. Đây này, cha mới mất vừa được 4 tháng, vừa đúng 4 tháng. Vừa đúng ngày luôn đó hả Thím? Ngay ngày chú mất luôn hả? Ôi trời em, sao mà xảy ra sự việc này? Thấy nó trùng, thấy nó thấy nó sao? Đây ngay ngày là thấy hồi hộp. Dạ cha mới vừa mất 4 tháng đây. Rất là đau buồn. Cuộc sống cũng là vất vả, không có ngày nào mà ngày nào cũng phải lam lũ hết. Con thì bệnh tiểu đường mà giúp hai cái vợ đúng thứ hết. Rồi Thím hàng ngày Thím làm công việc gì? Bán bún mà bây giờ bắt bên nó bệnh nè, hôm mấy tháng rồi đâu có bán bún gì được đâu, bán bún mà bán ở trong ruộng này cũng đâu có được có giá. Dạ dạ thì cũng cái gì mà giờ thì bị tiểu đường rồi hai cái vợ thì nó giúp hai vợ đây là thói quá khó nhất đi không khó đi. Năm nay Thím được nhiêu rồi Thím? 69 rồi. Dạ bán thu nhập ngày lừa lời được nhiêu Thím? Nói họ thì người ta không tin, có bữa kiếm 100 ngàn, có 70 có. Dạ. Đâu bán mà hai tháng này có bán được. Dạ hôm chưa dịch thì bữa cũng kiếm 100 mấy. Chú mà chú bệnh gì chú mắc Thím? Bệnh tai biến 10 năm mấy rồi. Trời ơi vậy là Thím 10 năm nay Thím ba vừa bán vừa nuôi chú luôn ha. Khoảng 10 năm mấy tháng, 12 tháng 2 rồi, 10 năm, bác cũng 12 tháng 4. Nghèo cứ đeo bám mãi gì đây. Với lại ngày lớn tuổi rồi đâu còn thu nhập nhiêu nữa ha thế. Mà giờ mà đâu có bán luôn gì được đâu, rồi thi đặng này nữa, sắp sinh sực. Dạ, Thím gắng cố lên đi chứ. Kìa Út, Út với Út bài.
Kiếm gắn ăn uống, cố giữ sức khỏe để lo cho cháu. Mẹ nó đi làm mà nó ở nhà với thím hả, ở nhà mơ chiều rồi. Thì giờ phải ra ngủ với nó mà đừng có cha, cháu ngủ giờ phải quan với nó. Em nó coi như là nó hốt quảng, nó còn biết gì chứ, nó nói chuyện luôn. Cha nó vậy đó, giờ nó không biết gì. Không biết gì chứ, không nói chuyện, không gì chứ, nín thinh nè. Mà khóc khóc cũng được luôn. Từ nó thấm nó cỏ nó không biết sao nó. Có thể cái tối ngày ăn cho con. Cái tội quá trời. Vậy là chú bị tai biến 10 năm nay đó hả thím? 10 năm mấy đó. Trời ơi, gầy thím đi bán thì gầy thím nuôi chú. Bé nó học được lớp mấy rồi thế? Lớp 8 rồi, mà lớp 9 là chưa vô, mà cha nó nói là 10 tay ngàn tờ cà phê chỗ 18 rồi. Dạ. À, 10 tay này đóng tiền trường nè, được cái màu. Đó mà, đóng tiền trường, nó nói không biết học gì rồi, không dám mua sổ, không dám mua quần, mua áo nữa. Để vô học mới biết. Ủa, 8 là ta? Đâu có làm sao. Bà tám đó, bà tám á, cơm đang đây. Thank you.
Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát, Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát, Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Đang chú khởi thân trà chấm nhị dạ thần. Chấm nhị thần bổ lễ nhị bái. Bình thân quỳ Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát, Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát, Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Tát trà liên thờ có sự việc đã mà có gây ra tai nạn chết đuối nước ở tại Cà Mau khóm 5 phường 5. Em nó đi đi xà lan bắt cẳng chờ té xuống nước chết đuối. Rồi thím cho con hỏi thăm thím, em nó sao lại bị chính đứng rồi đó, sao em nó lại mà xảy ra tai nạn như vậy thế? Nó thì thường thường nó chạy xe ôm đó, ra mua đồ xà lan là nó cũng đi mua hết trơn á, rồi xuống có thằng nhậu và nó cũng như anh em rượu nó uống, mà nó ít uống rượu lắm, uống một hai cốc vậy đó. Rồi đám mưa hồi đêm qua nó quá sóng lớn đó, rồi nó đi ra nó chợt nó đi xuống sông mà ở trong xà lan không ai hay chứ. Cái chân hay lợi thì chân nhà mất nó kiếm thì vớt lên thì nó chết rồi. Trong khi nó vớt em nó lên nó không còn biết gì luôn đó hả thím? Không còn biết gì trơn vậy, không còn biết gì hết. Biết rồi. Đi mà vợ chết thì vợ không được về luôn, vợ không có về được. Có anh nó trên trên con không có về được luôn. Em nó hàng ngày nó có hay nhậu không thế? Không có nhậu, nó không có nhậu, nó ít nhậu lắm. Dạ. Yeah. Công việc em nó hàng ngày chạy xe ôm hả thế? Chạy xe ôm không à? Dạ. Yeah. Mà nó chạy nó xiên lắm.
là ăn đậu dưới huyện gì hồi chưa dịch đó, nó cũng nửa đêm nó thôi, nó chạy nó thương nó là kêu nó không. Vợ mà vợ đi làm bảo vệ xa thế thì tới thành đầu thành phố, nó thành phố một quận mấy quý, hoàn cảnh quá nghèo không phải thiếu khổ hả, chạy xe ôm cũng đâu có thu nhập được nhiều ha. Tuy nhiên thì ngày cũng kiếm trăm trong ngày ngàn, rồi cưng thấy cha thì mới mất nay mới mấy tháng. Cười còn cha con trai của em đâu thiếu. Thiếu à, ra đây nè con. Thắp nhang lại cha đi. Em nói được nhiêu tuổi rồi thế? 14 tuổi. Em nói làm như thấy cha mất rồi, cái em nói làm như mất tinh thần luôn, không nói chuyện được luôn. Cứ nín thinh nè, không biết gì hết trơn luôn, làm như không có còn, như là mất đi một cái gì, không còn, không còn biết gì hết trơn. Không chịu cái thì hỏi con ăn gì, nó sáng cha mua, bây giờ ai hỏi, từ từ, mẹ không về được nữa. Nhà em cũng quá là khổ luôn á. Bề ngang có 2 mét mấy thôi, hai cha con ở quá vất vả luôn. Đứng gần cái hàng cha con quay mặt ra. Con nước đập cha nè. Đập vô hàng cái nè, vô nghe mặt. Quay mặt trở ra đây. Dĩnh dĩnh cái tay lên hàng cha đứng sát vô. Đứng sát vô. Nhà bề ngang chừng 2 mét mấy vậy hả thím? Đồ đâu con mặc vô cái đây. Quá vất vả. Quá vất vả luôn kìa, có 2 mét mấy hai con. Có quay có mặt mấy. Quá khổ rồi, vợ đi lên Sài Gòn làm bảo vệ cho anh hết thím. Bởi vì thu nhập cũng đâu được nhiều đâu. Nghèo cứ nghèo nó cứ gắm mãi ha, không có ngày nào mà để ra mà cứ đeo mãi mãi không á, cơ hội nào đó. Có khi em cho em té xuống không mày hay hết hả thím? Té không mày hay, tới chừng mà coi lại nó về rồi mấy ông này ra thấy chiếc xe còn trên bờ đó, rồi mấy nó trời mày trời danh nó mất tiêu mới hay, mới nhảy xuống mò thì nhảy mò thì vớt về tới đây chết mà được chết rồi đó, mà cũng biết sao ra bệnh viện. Vừa ra bệnh viện cái bắt đầu hả, người ta nói chết trong ở nhà rồi. Trời ơi trời, chết đuối nước. Chắc do nơi em nó té xuống, té là cái gì dập vô cái xà lan á thím. Dập xà lan không, cái mặt này nó là nó sưng nó trên với từ đây tới đây nè. Rồi nó đập vô xà lan, nó sể này nè. Cái tay thì nó không biết nó nắm cái gì, nó đứt muốn tiện con tay này với đứt bên này cái, đứt bên này cái. Về tới ngành nhà thương về mà còn ra dũng máu, đứt muốn hết này. Rồi cái tay này nắm cái phía bên bên bể cái ấy, cái đầu luôn bể thì không có bể mà nó dập bể từ đây đây rồi từ đây đây với nó sể cái hông này nè. Dạ. Do trời mưa nó trơn trọt, em nó bắt cẳng nó thiếu chứ không phải em nó nhậu có vài ly rượu mà không sao. Nhậu nó ít nhậu lắm, nó không có nhậu rồi chiều mà mấy bữa trước rồi mấy chú nó đây nhậu rồi ngủ nó cũng không nhậu nữa. Dạ. Nhậu lắm.